Thưa quý vị, trong lúc người người coi tất đất tất vàng, thì tại ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã có một lão nông 78 tuổi đã dành 20.000 m2 đất để hình thành nơi cư trú của hàng chục ngàn loại chim, cò, thiên nhiên, tìm về trú ẩn với mong muốn bảo tồn, phát triển đàn chim trời đông đảo này. Ông là Lê Văn Chìa, được mọi người dân địa phương gọi là Hai Chìa, người vẫn miệt mài với công việc thầm lặng của mình bằng tấm lòng bao dung với mong muốn bảo vệ tuyệt đối đàn chim trời. Và câu chuyện của ông Hai Chìa cũng là nội dung chúng tôi gửi đến quý vị khán giả trong chuyên mục Khách Mời hôm nay. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Việt Nam Ngày Mới. Buổi sáng hôm nay thì Hồng Ân đang có mặt tại một khu vườn vô cùng đặc biệt. Đây là ngôi nhà của hơn 38 loài chim hoang dã quý hiếm. Và ngay tại đây thì Hồng Ân xin mời quý vị cùng Hồng Ân trò chuyện với bác Lê Văn Chìa, là người đã dành 20 năm cuộc đời của mình để chăm sóc và bảo tồn những loài chim này. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ bác Lê Văn Chìa. Dạ con xin chào bác Hai Chìa. Chào khán giả của đài truyền hình Quốc hội. Dạ, bác Hai Chìa thân mến, không biết là xuất phát từ đâu mà bác đã gắn bó với cái duyên nợ là chăm sóc những loài chim trời về. Chim nó về đây là cũng khoảng 20 năm rồi. Thì trước đây này tôi thấy con những con chim nó bay về vườn mình ở tại đây, mình cũng hơi có chỗ thích thú. Từ chỗ đó mình phải gìn giữ. Và lúc đó thì cái mấy vườn mình thì nó đang trồng cây nhãn kéo dài từ năm đó tới bây giờ, thì một ngày nó lại mọc nhiều hơn. Tới bây giờ luôn là nó cũng gần 38 loài gì đó. Và những ngày đầu khi mà mới gắn bó với công việc này đó, thì số lượng chim đến đây cư trú là khoảng bao nhiêu con? Và bác đã dùng những cái cách nào để mà mình chăm sóc và bảo vệ chúng ạ? Thì lúc đầu nó cũng về vài trăm con thôi. Nhưng mà mình cũng về, mình tới luôn giữ gìn vậy à. Rồi mình cũng thấy vậy cũng thích thú, rồi làm nhiều cái giớn dưới sông đó. Rồi mình bắt cá, mình dèo ở trên mương đó, để cho những con chim nó ăn, nó thích, nó lại nó ở, nó đừng đi. Dạ bác Hai ơi, như vậy thì những người dân sống ở khu vực xung quanh đây á, thì họ có ý kiến như thế nào về công việc mà mình chăm sóc và bảo tồn chim như vậy ạ? Dạ, mình giữ vườn chim này đó, nó cũng lâu, một ngày nó một nhiều. Thành ra nó trong cái vườn chim mà nó ở đông vậy á, nó có hơi mùi hôi. Cái phản ảnh của mọi người bên ngoài cũng có lên tiếng lại phiền hà với mình. Nói làm sao nuôi chim, làm sao chừng cho nó hôi, chứ ở chung quanh đây tôi chịu hết nổi rồi. Nhưng mà người ta nói vậy, nhưng mà ta cũng bỏ qua, chứ người ta cũng không có nặng nhẹ gì mình hết. Nhưng mà vừa qua tôi cũng có cho cái máy lại để móc lại những cái mương, để cho nó thông nước, để cho nó đừng có ô nhiễm hôn, thì nó cũng bớt hôi đi cái phần đó. Khi mà con nghe bác Hai Chìa chia sẻ về cái công phu trong cái việc là mình chăm sóc và mình bảo vệ những loài chim đang cư trú sinh sống ở đây, thì con mới thấy được là chắc chắn là bác cũng như là gia đình mình phải dành rất là nhiều tình cảm cho các loài chim. Và ngay bây giờ để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về tình cảm đặc biệt này mà bác Hai Chìa đã gắn bó với công việc chăm sóc và bảo tồn các loài chim, thì xin mời quý vị hãy cùng xem qua một đoạn phóng sự sau đây ạ. Đến thăm nhà lão nông Hai Chìa, người đã dành tình cảm đặc biệt với đàn chim trời mới thấu hiểu hết được những nhọc nhằn mà ông gắn bó với công việc thầm lặng này suốt gần 20 năm qua. Đến nay, đã bước qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng ông Hai Chìa vẫn không ngại tuổi tác, thời tiết mưa nắng. Một mình lão nông hàng ngày vẫn đều đặn ra thăm vườn, lo bảo vệ đàn chim trong vườn nhà. Tối tôi mang võng ra vườn, tôi ngủ, rồi chiều giá cây đi dọc vườn, rồi cắt nhiều cái chòi trong cái mảnh vườn. Rồi mình từ đó mình giữ nó luôn à, chứ không có. Mình cũng thấy, nó thích mình, nó về, nó về đây thì mình ra công mình giữ cho nó yên. Yên lòng nó ngủ qua đêm hay về đây trú ngụ, có người che chở cho nó vậy thôi. Theo chân của ông Hai Chìa đi vòng quanh khu vườn, chúng tôi thấy trên những cành cây san sát là những tổ chim. Văng vẳng một góc vườn, âm thanh của chim khồng cọc, cò, vạc vang lên nghe rất vui tai. Và cũng từ đó mảnh vườn của ông Hai Chìa trở thành điểm dừng chân của nhiều người tìm đến. Chúng tôi thì cũng có dẫn các cái đoàn tới mà tham quan nghiên cứu, thì nhiều các đơn vị cũng liên hệ để mà liên lạc, để dẫn đoàn đi xuống gặp gỡ và để tuyên truyền thêm cho mọi người dân thấy rằng là cái việc bảo tồn này là để làm đa dạng sinh học và là cho vườn chim được phát triển và bảo tồn lâu dài. Thì về chính quyền địa phương thì chúng tôi đánh giá rất là cao về ý thức cũng như là cái sự cống hiến hy sinh của chú. Thì đây là cái ngoài cái việc hy sinh, việc hy sinh về lợi ích của gia đình của chú, mà chú còn
hy sinh trong cái lợi ích kinh tế để bảo vệ cái đàn chim này. Cứ thế mỗi độ chiều buông, nhìn thấy đàn chim cò bay về vườn để trú ngụ là niềm vui tuổi già của lão nông ở Vĩnh Long lại càng thêm quyết tâm bảo vệ đàn chim. Dạ bác hai ơi, sau khi mà xem đoạn phóng sự vừa rồi xong thì con thấy là công việc của bác cũng rất là vất vả. Mà đến năm nay thì bác cũng đã khá là lớn tuổi rồi. Không biết là bác đã có ý định suy nghĩ đến việc là tìm một ai đó để mà tiếp nối cái công việc chăm sóc các loài chim ở đây không ạ? Dạ, tôi cũng muốn có một người để kế tiếp giữ gìn được chim này. Mà trong các con tôi thì ngoài ra thì chỉ có một thằng con nhỏ. Thì hiện nay nó còn ở chung gia đình tôi. Thì hiện nay nó cũng đang đi làm ở trên Cần Thơ. Mà tôi nay cũng tuổi ra lớn rồi, là 78 tuổi rồi, thành ra cái nó cũng sức khỏe không biết tới đâu. Nó thành ra tôi cũng cố gắng để lo sức khỏe, để ngày nào còn khỏe thì tôi lo giữ miếng vườn này. Hồi nãy khi mà con mới bước vào vườn á, thì con thấy là bác Hai Chìa có nói về một cái loài chim mèo với lại các loài vạc đang sống ở trong vườn của mình. Vậy thì không biết là làm sao để mà bác Hai Chìa có thể phân biệt được nhiều loại chim hoang dã đến như vậy ạ? Hiện nay những con chim ở vườn này đó, hồi đó giờ đó thì tôi biết hết, cũng như con vạc, con cò, con cầm cọc, cò ốc, rồi này kia sáo đồ này kia nhiều loại gì nữa. Dân dân thì mình cũng biết nó hết, chứ không phải là mình thấy nó là mình biết nó là loài chim gì rồi. Cũng nhưng mà hiện nay nó cũng có nhiều loại chim nó không có tồn tại trong vườn này nữa. Vì cái người săn bắt, bắt riết cũng gần như bị diệt chủng rồi đó. Những loại chim cũng như tôi nói là con quất, con cúm núm. Con thấy là cái quá trình mà bác Hai Chìa kể lại về cái việc là bác Hai Chìa phải bảo vệ những loài chim này trước cái việc là bị săn bắt trộm á, không biết là có một cái kỷ niệm nào đáng nhớ về những cái lần mà bác bảo vệ các loài chim này không? Có một lúc á, tôi đi vào vườn tôi gặp có hai đối thủ vào để bắt chim. Trong lúc đó tôi cũng tấn công, tôi rượt. Nhưng mà nó hai người, mình cũng dọa nó thôi. Nhưng mà mình dọa mình lấy cây quơ quơ vậy đó thì bắt đầu nó phản xạ là mình, nó dùng ná thông nó bắn rồi mình. Mà trong lúc nó bắn á thì nó tới hai người lắm. Thành ra tôi cũng núp núp rồi tôi cũng né né vậy thôi. Rồi thành ra nó bắn vào đầu tôi một cái nón, nếu mà tôi không có đội nón thì bữa đó cái đầu tôi sẽ lủng rồi. Thì tôi nhớ mãi hiện nay cái nón bảo hiểm tôi đang đội ra tôi còn giữ kìa, nó bắn thủng cái nón luôn. Xin cảm ơn bác Hai Chìa vì đã dành thời gian buổi sáng hôm nay để trò chuyện cùng với Hồng Ân cũng như là các khán giả của chương trình Việt Nam Ngày Mới. Và con xin chúc bác luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến và bảo vệ, chăm sóc các loài chim đang cư trú tại đây. Vâng, chào cô và chào khán giả xem truyền hình Quốc hội hôm nay. Đến đây thì thời lượng của cuộc trò chuyện giữa Hồng Ân và bác Hai Chìa cũng đã khép lại. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau ạ.